chương 901, nho nhỏ trao đổi. Lập tức thần quan liền căm tức đứng lên, cả khuôn mặt xanh mét lợi hại, hướng về phía Tô Hàng chính là hỏi, nếu như ngươi muốn dùng cái này tới nói xấu thần từ, vậy thì lấy ra chứng cứ tới, ta tuyệt không cho phép ngươi người ngoài này nói xấu như thế. Nói xong, trong tay lấy ra hai đạo ánh sáng màu xanh lục. Tô Hàng liền cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn cũng không có nghĩ đến trước mặt nữ nhân này sẽ như thế một lời không hợp liền muốn động thủ cũng may loại này đến từ tính ngưỡng sức mạnh cũng không cường đại, so sánh với tô hàng tu vi vẫn kém rất nhiều, hắn chỉ là tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí liền đem bên cạnh thân hai đạo lục quan cho giảo diệt. Thần quan đại nhân, ngươi đây là ý gì? Tô hàng hỏi ngược lại, hắn vẫn là khắc chế chính mình, cũng không có quá mức dùng sức. Mắt thấy chính mình thần thuật cư nhiên bị tô hàng chế trụ, trên mặt của nàng lộ ra 10 phần kinh ngạc biểu lộ, nhưng nàng cũng không có dừng lại, tự hồ chuẩn bị dùng ra lực lượng mạnh hơn. Lúc này vi vi ra tay, lấy ra vũ khí tới chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta động thủ? Thần quan hướng về phía vi vi phẫn nộ quát. Đại nhân, ta tự nhiên không dám, nhưng mà vị tiên sinh này là chỉ nguyệt đại nhân tự mình yêu cầu ta bảo vệ hảo, ta đương nhiên không thể để cho đại nhân dạng này thương tổn tới hắn, nếu như đại nhân khăng khăng muốn động thủ mà nói, ta liền cũng không thể không làm như vậy. Tô Hàng cũng còn tại lẳng lặng chờ lấy phản ứng của nàng, bất quá cuối cùng vẫn khiếp sợ chỉ nguyệt địa vị, vị này thần quan đại nhân cũng không tiếp tục xuống. Hôm nay thì nhìn tại trên chỉ nguyệt mặt mũi, ta không cùng các ngươi động thủ, các ngươi có thể đi. Tô Hàng nói gấp, thần quan đại nhân, cái này chỉ sợ không hợp quy của A, ta còn cái gì cũng không có hỏi thăm, ngươi liền để ta rời đi, dạng này chỉ sợ để cho ta chỉ biết càng thêm hoài nghi đại nhân. Ngươi muốn hoài nghi vậy thì hoài nghi A, nhưng tất nhiên muốn nói thần từ có vấn đề, liền muốn lấy ra chứng cứ, bằng không thì ta tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nói xong, hướng về phía ngoài cửa hô, người tới, tiễn khách. Tô Hàng còn muốn nói tiếp thứ gì, chỉ là nhìn thấy đối phương cái kia trương lãnh như băng sương khuôn mặt, liền biết chuyện hôm nay là không có cách nào lại tiếp tục tiến hành tiếp, liền cũng đành chịu thở dài một tiếng. Tất nhiên hôm nay đại nhân không muốn gặp ta, liền không thể làm gì khác hơn là ngày khác lại tìm cơ hội đến đây bái phỏng. Nhưng thần quan cũng không để ý tới tô hàng, chỉ là tự mình quay đầu đi. Cùng vi vi rất nhanh liền đã xuất thần từ, hai người đứng ở bên ngoài, nhìn về phía vừa mới đi ra ngoài thần từ, đều có chút vẻ oải, vi vi có chút không có chủ ý hỏi, tiên sinh, thần quan đại nhân không chào đón như thế, Vậy làm sao bây giờ? Đối với thần quan điều tra có phải hay không cũng muốn liền như vậy ngừng. Tô Hàng mặc dù cũng là vẻ mặt buồn thiêu, lại cũng không phải là vì vị kia thần quan đại nhân phiền não, tuy nói cũng không có điều tra ra cái gì tới, nhưng ít ra cũng coi như là gặp được vị này đại thần quan, từ Tô Hàng đối với nàng ấn tượng đầu tiên tới nói, người này xem như hung thủ khả năng cũng không cao. Bất quá đây cũng chỉ là Tô Hàng cá nhân cảm giác, ai cũng không biết vậy có phải hay không là liền Tô Hàng đều cho lừa gạt ngụy trang. Tất nhiên ở đây không làm được, vậy thì đổi một con đường tuy nói nàng là đại thần quan nhưng thần từ dù sao không phải là nàng một người định đoạt chúng ta lại đi tìm xem những người khác vi vi cũng chỉ có thể là gật gật đầu lại cảm thấy cô hàng ý nghĩ này cũng không như thế nào cao minh quả nhiên tại hai người cố gắng rất lâu thần từ bên trong đối bọn hắn cũng là không có sai biệt kháng cự hẳn chính là bị vị kia đại thần quan ra lệnh để các nàng không cho phép cùng tô hàng tiếp xúc bận làm việc hai ba canh giờ nhưng vẫn là không thu hoạch được gì một ngày này liền cũng muốn tiếp cận thần hôn vivi Vi liền muốn tiễn đưa tô hàng đi đến an bài chỗ ở nhưng tô hàng lại do dự một chút hắn đã nghĩ tới cái kia tại trong lao gia hỏa liền đối với vivi Vi nói ngươi đi về trước đi không cần phải để ý đến ta đợi ngày mai ta lại đi qua tìm ngươi chính là thế nhưng là đại nhân để cho ta bảo vệ tiên sinh tô hàng lập tức nở nụ cười nếu là thật nói đến thực lực của ngươi còn chưa nhất định lợi hại hơn ta bảo hộ coi như xong ta ở đây cũng không chủ động trêu chọc ai không có vấn đề nhưng mà Vi, Vi rõ ràng vẫn cảm thấy không quá phù hợp tiên sinh muốn đi nơi nào ta có thể bồi tiếp tiên sinh cùng một chỗ, cái này buổi tối cũng không có gì đáng ngại. Tô Hàng gặp nàng nhất định phải kiên trì, không thể làm gì khác hơn là viện một vai diễn nói, ta trở về giam giữ ta cái kia nhà giam đi, mấy ngày nay một mực ở nơi đó, phát hiện yên lặng, ngược lại thích hợp ta hơn, ngươi nếu là không tin, liền bồi tiếp ta là được, bằng không, ngươi liền đợi đến ngày mai lại đi qua tìm ta. Có thể là gặp Tô Hàng cũng có chút không khoái, Vi Vi cũng không có kiên trì, chỉ là nói chính mình ngày mai sẽ sớm đi đi tìm Tô Hàng. Tô Hàng cũng không như thế nào để ý, liền rất mau tìm tìm được cái kia nhà giam vị trí, dựa vào thuấn di thần thông, rất thoải mái liền tìm nhập đi vào. Sau khi tiến vào, phát hiện cái kia một mực lại nhảy gia hỏa lúc này đang chán đến chết tựa ở một khối trên cỏ khô ngủ, trong miệng ngậm một tiết cỏ khô, nhìn qua phía trên, rất là trống rỗng bộ dáng. Ngươi đang làm cái gì? Tô hàng âm thanh đột nhiên ở bên tai của hắn. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, mờ mịt hướng về bốn phía nhìn một chút, lại đột nhiên phát hiện tô hàng thì ở tòa này nho nhỏ trong nhà lao. Hắn thiếu chút nữa thì kêu ra tiếng, nhưng mà tô hàng hướng về phía hắn dựng lên thủ hiệu chớ có lên tiếng cho nên cũng là vội vàng dừng lại âm thanh chờ thoáng ổn định sau đó hắn mới thấp giọng nói ngươi tại sao lại sẽ tiến vào ta không phải là nhìn thấy ngươi đã bị những nữ nhân kia mang đi tô hàng khẽ cười một tiếng không có trả lời mà lại hỏi bây giờ ta cho ngươi một cơ hội nhường ngươi từ nơi này ra ngoài ngươi có muốn hay không nghe xong có thể ra ngoài gia hỏa này lập tức thật hưng phấn nói đương nhiên muốn đi ra ta nằm mộng cũng muốn muốn từ ở đây ra ngoài nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia cường đại phòng hộ, hắn lại có chút vẻ oải, thế nhưng là không ai có thể từ nơi này chạy trốn ra ngoài, chính là ngươi, không phải cũng đồng dạng bị lần nữa bắt đi vào, muốn từ nơi này ra ngoài, chỉ sợ là khó cực kỳ. Ta cũng không phải bị bắt vào tới. Tô Hàng nhẹ giọng giải thích, ta là chính mình tiến vào, cho nên muốn muốn từ ở đây rời đi cũng không khó, bất quá phóng ngươi ra ngoài, ta cũng sẽ không dùng loại biện pháp này, ta sẽ để cho bọn hắn quan minh chính đại nhường ngươi rời đi, ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không. Những thứ khác ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết gặp tô hàng lời thề son sắc như thế chính là ông thái độ muốn thử một chút hắn cũng là gật đầu nói ngươi thật sự có thể thả ta ly khai nơi này nếu quả như thật có thể để cho ta đi ta liền là làm trâu ngựa cho ngươi ta cũng nguyện ý tô hàng khoát khoát tay ta cũng không muốn ngươi thay ta làm trâu làm ngựa ta phóng ngươi ra ngoài ngươi chỉ cần thay ta làm một việc liền tốt chỉ cần sự tình làm xong sau đó mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều sẽ không quản ngươi nghe xong còn có điều kiện gia hỏa này lại trở nên do dự nếu như ta nếu là đem sự tình làm đập có phải hay không còn có thể lại bị nhốt vào tới. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nghiêm túc đi làm, tuyệt sẽ không làm hư hại. Chương 902, Cảm giác mới mẻ. Cuối cùng vẫn là đem người này cho thuyết phục tâm. Hắn một lời đáp ứng, hảo, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Chúng ta bây giờ liền có thể rời đi sao? Hắn có chút gấp gáp mà hỏi. Bây giờ thời gian này, ngươi coi như ra ngoài cũng không chỗ đi, đây đương nhiên là đợi đến ngày mai, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngày mai liền chờ lấy rời đi liền tốt. Mặc dù nói với hắn hảo, Tô Hàng nhưng cũng không có như cùng Vi Vi nói như vậy tiếp tục chờ tại trong nhà lao. Thần một trong rừng, trên đầu là cái kia một vòng nhàn nhạt nguyệt nha, đi tới vị lão nhân kia trước cửa, Tô Hàng gõ cửa một cái. Rất nhanh, lão nhân liền thay Tô Hàng mở cửa, nhìn thấy Tô Hàng, lại không có cảm thấy kinh ngạc chút nào, lại còn bình tĩnh đem hắn mời đến trong phòng. Trên mặt bàn trưng bày vẫn là buổi sáng cũng không có ăn xong điểm tâm, ánh sáng nhu hòa từ một chiếc thần thuật trong đèn tảng mắt ra, chiếu vào lão nhân loan lỗ trên mặt, để cho nguyên bản không gần sóng chút nào bầu không khí bên trong tăng thêm một chút không khí quỷ quái. Hai người giống như là sớm đã có ước định, cũng không có nghi hoặc hành vi của đối phương. Tô Hàng càng là nói thẳng, gặp mặt hôm nay rất tồi tệ, vì kia đại thần quan hoàn toàn không có muốn thật dễ nói chuyện ý tứ. Lão nhân thì nhàn nhạt cười nói, đây là có thể đoán được kết quả, vốn là không thể nào ưa thích ngoại nhân, huống chi ngươi vẫn là một cái nam nhân, có thể cùng ngươi nói chuyện, cũng đã để cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Tô Hàng nhưng cũng không buồn, cười đùa hỏi tất nhiên lão đại nhân biết lại là như thế lại vì cái gì còn muốn cho ta đi nếm thử nếu như ngay cả lão đại nhân cũng đối vị kia thần quan hoài nghi kỳ thực có đơn giản hơn biện pháp lão phụ nhân ta chưa bao giờ hoài nghi tới lão đại nhân lời này thế nhưng là trái lương tâm nếu là không có hoài nghi lại vì cái gì muốn để ta đến lúc này tới gặp đại nhân ba ngày trước khi rời đi lão nhân cho đến cô hàng cái kia đoạn một sừng nhưng cũng đồng dạng truyền một đoạn văn cho đến cô hàng chỉ là làm bí mật cũng không có để cho bên cạnh vi vi nhìn thấy nếu không bởi vậy, Tô Hàng cũng sẽ không cố ý đi lừa gạt Vi Vi mà đến, tuy nói hắn cũng không biết vì cái gì lão nhân sẽ đi hoài nghi, nhưng ở cái gì đều không biết tình huống phía dưới, Tô Hàng vẫn là quyết tâm thử một lần. Bất quá là có mấy lời không tiện để người ta biết, tự nhiên không thể làm gì khác hơn là nhường ngươi vào lúc này tới, mặc dù cái này thần một trong rừng yên tĩnh, nhưng khi ngươi lúc đi vào, bốn phía nói không chừng đã sớm dính sát mấy cái lỗ tai, chỉ là bọn hắn đều núp trong bóng tối mà thôi. Tô Hàng cũng là cười khổ một tiếng, thì ra ta đã sớm bị người để mắt tới, ta còn tự nhận là tự mình làm ẩn nấp. Khi ngươi từ tiến vào trời giá rét cốc bắt đầu, ngươi mọi cử động đã không phải là bí mật, chính là ngươi bây giờ đi tới ta chỗ này, cửa ra vào gốc kia hắc sơn thược cũng đem hành tung của ngươi hồi báo đi ra. Ở đây, ngươi muốn làm việc nhưng cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Hàng ngơ ngẩn, kinh nghi hỏi, ngươi nói là cái kia không đáng chú ý một cây cỏ. Lão nhân chậm rãi cho Tô Hàng giải thích nói, trời giá rét cốc, nơi này hết thảy đều là có sinh mạng, đối với những sinh mạng này nghiên cứu, từ chúng ta tiên tổ bắt đầu định cư nơi này, cũng đã bắt đầu. Cho nên liền là một mảnh lá xanh, có lẽ cũng đang nhìn chầm chầm ngươi, chỉ là ngươi những cái kia cảm giác không cách nào phát hiện thôi. Cái này thật là chính là chưa bao giờ nghe thấy, chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì một cái có thể nói chuyện địa phương. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đi vào bên trong, những cái kia lỗ tai còn muốn nghe được cái gì, cũng không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là ta bây giờ lại cũng vẫn là không hiểu ra sao, coi như muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nên nói gì. Tô Hàng có chút thở dài nói. Lão nhân an vị tại Tô Hàng đối diện, nàng thần sắc bình thản, cũng không cảm thấy Tô Hàng dạng này sẽ kỳ quái, ngươi cái gì cũng không biết mới là bình thường, ta cho ngươi biết ta tin tưởng vững chắc nha đầu kia sẽ không tham dự vào, nhưng cũng không phải lừa gạt ngươi, nàng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nàng đến cùng có thể hay không làm, ta chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra, ngươi đem mục tiêu đặt ở thân phận nàng mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Tô Hàng vội vàng hỏi, lão đại nhân nói như vậy, vậy khẳng định là có tốt hơn phương hướng còn xin lão đại nhân dạy ta, nếu là thật để cho ta tìm ra cái gì, tất nhiên sẽ không quên lão đại nhân trợ giúp. Lão nhân chậm trì hoãn, nói, vương thượng lần này ngộ hại, đám người kia cũng chính xác làm quá mức chút, nếu là lại không giáo huấn hắn một chút nhóm, sợ toàn bộ trời giá rét biểu môi muốn cho đám người kia quấy loạn không còn hình dạng. Nếu như không phải bởi vậy, ta nhưng cũng sẽ không cùng ngươi người ngoài này nói lên những thứ này. Lão đại nhân biết đám người kia là người nào? Tô Hàng lập tức hỏi. Đại khái có thể đoán được một chút, nhưng mà chuyện cụ thể liền chỉ cần là dựa vào chính ngươi đi tìm đi ra, ở trong đó nhất định sẽ có phong hiểm, nếu như ngươi cảm thấy mình không làm được, như vậy hiện tại liền chủ động từ bỏ, nếu không, chờ giảo động cái này bày vũng nước đục, đến lúc đó liền sẽ triệt để không cách nào thu thập. Lão nhân rất là trịnh trọng, cũng tại chờ đợi Tô Hàng đáp án. Tô Hàng cũng không có quá nhiều do dự, vốn là đáp ứng chỉ nguyệt sự tình, cũng biết chuyện này không phải là thuận buồn xuôi gió, đã như vậy, hắn đương nhiên là đã sớm làm tốt trong đó chuẩn bị, chỉ có điều so với bắt đầu, loại này phong hiểm có chỗ tăng thêm mà thôi. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, điểm ấy còn xin lão đại nhân yên tâm, trừ phi ta vì vậy mà chết, bằng không thì tuyệt sẽ không nửa đường mà chạy, bỏ dở nửa chừng. Nhưng mà lão nhân lại dừng lại một chút, đứng dậy đi đến một bên, từ trên mặt tường mở ra một cái cơ quan, đem một thanh kim sắc chìa khóa lấy ra, lại lại trở về tô hàng bên cạnh. Nàng đem chìa khóa đưa cho tô hàng, để cho hắn tiếp nhận. Tô hàng có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này màu vàng nhạt cổ phát chìa khóa, vừa mới tiếp xúc, liền từ trong có thể cảm nhận được một cổ đến từ sinh mệnh khí tức, chỉ là nắm chặt, Tô Hàng liền giống như là thấy được một phiến bò đầy đủ loại dây leo cửa lớn màu xanh lục. Hắn ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía lão nhân. Cái chìa khóa này có thể mở ra một cánh cửa, khi ngươi nắm chặt nó, ta nghĩ ngươi cũng đã thấy được cánh cửa kia lớn bộ dáng gì, về phần hắn ở nơi nào, như thế nào tìm được hắn, những thứ này nhưng không ai biết, chỉ có chờ chờ thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Tô Hàng càng là mê mang, nhưng tương tự hắn cũng hoang mang cái này cùng thứ vương sự tình có quan hệ gì bất quá rất nhanh hắn liền biết mục đích của bọn hắn không chỉ là muốn giết vương thượng cái chìa khóa này chính là bọn hắn muốn có được mấu chốt bây giờ đồ vật tại trong tay của ngươi bọn hắn liền sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người của ngươi bảo vệ tốt nó đi theo nó tìm được đáp án cuối cùng bóng đêm thâm trầm gió đêm chầm chậm một đêm này bình yên trải qua nhưng cũng có vô số người vô phát ngủ bọn hắn đang suy tư thậm chí là cùng một tràng sự tình bọn hắn đang lo lắng cũng là đồng dạng một sự kiện. Tô Hàng nghe bên cạnh tên kia yếu ớt tiếng ấy, tại bình minh đến, hắn thu hồi nhìn thật lâu chìa khóa vàng, nghe tiếng bước chân quen thuộc hướng về ở đây đi tới. Chương 903, Nghĩa Nữ Cái này tự nhiên là Vi tìm tới, cơ hồ là tại mới vừa rồi Hừng Đông liền đã đợi chờ ở bên ngoài, nếu như không lo lắng quấy rầy đến Tô Hàng nghỉ ngơi, chỉ sợ tiến vào sẽ sớm hơn một chút. Mặc dù không có nghỉ ngơi, nhưng mà Tô Hàng tinh thần không tệ, cũng không có lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, ngươi tới thật sự chính là sớm. Tô Hàng cười đùa cùng Vi Vi hô. Đem tiên sinh đặt ở loại địa phương này vốn là không nên, lại lo lắng tiên sinh sẽ gặp phải phiền phức, tự nhiên là tới sớm một chút chờ lấy tiên sinh. Tô Hàng gặp nàng nhỏ như vậy tâm cẩn thận bộ dáng, cũng sẽ không nhẫn tâm lại đùa nàng. Yên tâm đi, chuyện ngày hôm qua ta có thể bảo đảm sẽ không phát sinh. Bất quá ta có thể hay không mời ngươi giúp ta một chuyện. Nghe được Tô Hàng hôm nay sẽ không như thế, Vi Vi cũng là lỏng ra khẩu khí, nhưng đằng sau lại muốn thỉnh cầu chính mình hỗ trợ, nàng hỏi vội tiên sinh mời nói chính là chỉ nguyệt đại nhân đã phân phó, ta tự nhiên là kiệt lực trợ giúp tiên sinh. cô hàng khoát tay một cái nói không cần nghiêm túc như vậy, chỉ là một chuyện nhỏ. trong mấy ngày này ta tại trong nhà lao gặp phải một cái người thú vị, hắn cũng không có phạm sai lầm gì, chỉ là bởi vì xông lầm trời giá rét cốt liền bị giam lại, ta chính là muốn hỏi một chút phải chăng có thể đem hắn cho phóng xuất. thế nhưng là hỏi xong. Tô Hàng thì thấy Vi Vi lắc đầu nói, trong nhà giam giam giữ bất luận kẻ nào đều phải từ nữ quan đồng ý mới có thể phóng xuất, chính là tiên sinh lúc đó được thả ra, cũng là chỉ nguyệt đại nhân đi tìm nữ quan mới có thể có thể. Tô Hàng nghĩ nghĩ, hỏi là hôm đó tới đem ta mang đi nữ nhân kia sao? Vi Vi xác nhận gật đầu một cái. Vậy ta muốn đi tìm nàng, hẳn là đi nơi nào? Tiên sinh muốn tìm nữ quan, mời đi theo ta liền tốt. Muốn tìm được vị này nữ quan so với đi gặp vị kia đại thần quan đơn giản hơn hơn, ít nhất cũng không có bất kỳ chướng ngại nào rất nhanh hai người liền tại một gian trong nhà gỗ ngồi xuống tô hàng trước mặt còn bị dâng lên một chén nước trà đến từ hôm nay hàng cốc bên trong đặc hữu lạnh linh trà sau một phen khách khí tô hàng liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến thế nhưng là khi hắn nói xong muốn thả đi phòng giam kia bên trong gia hỏa trước mặt vị này nhìn nhỏ yếu nữ quan lại nhíu nhíu mày lại đây chẳng lẽ là để cho đại nhân cảm thấy làm khó vốn là tiên sinh mời không phải cái gì chuyện trọng đại ta chỗ này dốc hết sức liền có thể làm chủ thả người kia nhưng cũng là không sao thế nhưng là bởi vì vương thượng chết, chuyện bây giờ còn không có giải quyết, trong loại trong phòng giam này phạm nhân, xử lý liền muốn phiền phức rất nhiều, nếu là thật cùng bọn hắn có chút dính líu mà nói, đó chính là làm một kiện cực lớn chuyện sai. Loại này rõ ràng chính là lấy ra chuyện qua loa lấy lệ mà nói, tô hàng nghe xong vẫn còn chỉ có thể là mỉm cười tỏ ra là đã hiểu, tất nhiên không có cách nào, hắn cũng chỉ đành trước tiên gác lại ở một bên, mà bây giờ nhìn thấy dạng này một vị nhân vật, tự nhiên không thể liền dạng này buông tha. Nghĩ đến đại nhân cũng biết ta đang điều tra thứ vương sự tình, không biết đại nhân nhưng có cái gì phát giác chỗ không đúng. Trước mặt nữ quan cũng là một trận, cũng không có dự liệu được Tô Hàng lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. Hôm đó sự tình chỉ là có chỗ nghe thấy, nhưng trời giá rét trong cốc từ trước đến nay không từng có cái gì bất an sự tình, chính là trong nhà lao, cũng rất khó có liên quan đặt người, chân chính muốn đi tìm có nghi vấn người, trong lúc nhất thời, ta còn thực sự chính là khó mà tìm được. Trời giá rét cốc chi hài hòa, lúc đến ta cũng đại khái có thể cảm thụ được, nhưng mà thứ vương chuyện này nhưng cũng can hệ trọng đại, mong rằng đại nhân mạnh khỏe hảo suy nghĩ một phen, nếu là có cái gì hoài nghi, còn xin không tiếc cáo tri. Đối phương cũng bất quá nói rồi một chút lời khách khí, một phen đàm luận, tô hàng là một chút tin tức không có từ cái này khéo đưa đẩy nữ nhân trên người nhận được, cuối cùng cũng chỉ có thể là hậm hực trời đi. Sau khi đi ra, nhìn trời sắc còn sớm, đang cùng một bên vi vi thương nghị muốn đi nơi đó, đến nỗi trong phòng giam tên kia, liền cũng chỉ có thể để cho hắn giam giữ chờ về sau lại đi tìm xem chỉ nguyệt, xem có thể hay không có biện pháp. Mà đúng lúc này, một vị cưỡi một đầu cao lớn hỏa thú nữ tử mang theo hơn 10 người từ đằng xa hướng về ở đây chậm rãi tới. Tô Hàng vừa vặn là ngăn cản đường đi của đối phương, không thể không khiến mở thân thể, nhưng cái này cũng vẫn là không khỏi dẫn tới đối phương nhìn chăm chú, hai người liếc nhau, hắn chỉ thấy đối phương trong ánh mắt lạnh nhạt, loại kia kiệt ngạo cùng kiêu ngạo giống như là khắc vào trong xương cốt, mang theo kinh thường hết thảy phóng đảng. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi, cũng không có dẫn tới phiền toái gì, đối phương mang người đi vào vừa rồi Tô Hàng đi ra ngoài nữ quan phủ đệ. Đợi đến các nàng cũng đã đi vào, Tô Hàng mới hiếu kỳ hỏi bên cạnh Vi Vi. Đây là nhóm người nào? Thế nào thấy như vậy xem thường người? Vi Vi cũng không giấu dến chút nào trả lời chắc chắn nói, nàng là vị lão tổ kia nghĩa nữ, cũng là toàn bộ trời giá rét trong cốc người thực lực mạnh nhất, chính là chỉ nguyệt đại nhân cũng không phải đối thủ của nàng. Vị nào lão tổ? Nhưng mà vừa mới hỏi xong, thì thấy đến Vi Vi gương mặt giữ kính như bưng lắc đầu, tự hồ đây là một cái không thể nói người. Tô Hàng đương nhiên càng hiếu kỳ hơn, nhưng cũng sẽ không bức bách nàng ở đây liền nói ra. Vậy chúng ta tìm một cái yên tĩnh địa phương không người. Ở đây muốn đi tìm một chỗ không người cũng không khó, hai người quanh quẩn, liền tại một gốc cử dưới cây ngừng, bốn phía cũng đều là xung xuê cây rừng, cơ hồ không thấy được một bóng người. Bây giờ có thể nói cho ta biết thân phận của người kia sao? Ở đây cũng sẽ không có người nghe được. Nhưng nhìn đứng lên vi vi vẫn là lòng còn sợ hãi, do dự mãi sau đó liền vẫn là mở miệng. Vị lão tổ kia người gọi là Hải Khánh lão tổ, là cái này trời giá rét cốc cuối cùng thực lực người, không người nào dám đi chọc giận tới lão nhân gia nàng, chính là liền nhắc đến tên của nàng cũng là muốn cẩn thận, nếu là bị người nghe được có bất kính chi ý, chính là đánh chết tại chỗ trên đường cũng sẽ không có người để ý. Cô hàng khiếp sợ ngay cả thần sắc đều đổi một cái. Sẽ có nghiêm trọng như vậy, thế nhưng là dạng này người, vì sao tại bình thường không thấy được dấu vết của nàng? Tiên sinh không biết cũng là bình thường, kể từ hơn trăm năm trước, trời giá rét cốc tao ngộ ngoại xâm lão tổ lấy sức một mình đem đối phương đánh lui sau đó liền một mực biến mất trong cốc chỗ sâu chữa thương đến nay ai cũng không biết lão tổ tình huống nhưng bởi vì lão tổ công cao lực cường cũng không có ai dám đi chất vấn như vậy vừa rồi cái kia nghĩa nữ lại là chuyện gì xảy ra ta đây liền nói không rõ ràng nhưng mà có đại thần quan làm chứng đương nhiên cũng không có ai sẽ đi hoài nghi thân phận của nàng bất quá coi như không có một tầng thân phận nàng cũng không phải là người dễ trêu chọc tiên sinh vẫn cẩn thận một chút tô hàng gật gật đầu vừa rồi chỉ là nhìn qua một mắt hắn cũng đã cảm nhận được đến từ đối phương áp lực, nhưng nếu quả như thật là dính đến vị kia vương thượng chết, Tô Hàng dù sao vẫn là muốn đi gặp một lần. Sợ chỉ sợ, những thứ này khó khăn chính là cái vị kia đã nghiêm lão lời khuyên Tô Hàng phiền phức, nếu thật như thế, như vậy xem ra phía trước Tô Hàng đúng là có chút kinh thường trong đó phiền phức. Loại người này nghĩ đến cũng sẽ không làm ra thứ vương sự tình. Tô Hàng chỉ có thể tự an ủi mình. Chương 904, Vương Đình bên trong. Mặc dù Tô Hàng cũng không muốn chủ động nhìn thấy đối phương, thế nhưng là không chịu nổi đối phương nhưng phải chủ động tìm được hắn. Chỉ là đến trạng vạn tối, liền có người tới thỉnh Tô Hàng đi qua. Hỏi một chút đối phương là ai, cái kia tới tương thỉnh nữ tu liền nói cho Tô Hàng nói là hải khánh lão tổ nghĩa nữ. Dường như là cảm thấy cái danh này càng thêm có thể để Tô Hàng đi qua, mà Tô Hàng tạm thời cũng chính xác không dám nắc tội vị này, liền không có biện pháp đi theo đối phương đi. Nhưng mà đối phương cũng không tại phụ cận đây, dường như là càng thêm tới gần chỗ kia thác nước chỗ, đi một đoạn đường, mới rốt cục là gặp được ở một tòa vách núi cái khác nhà. Tòa nhà này cũng không phải là nhà trên cây, mà là cùng tô hàng quen thuộc loại kia gian phòng giống nhau, từ trang nói xây dựng, xây xà ngang mái cong, rào trắng hộ viện, vẻn vẹn là ở đây, cũng đã đầy đủ khí phái lạ thường. Tô hàng không khỏi càng hiếu kỳ hơn mấy phần. Rất nhanh, dẫn đường người mang theo tô hàng tiến vào tòa nhà này, trường cục chạm trổ, kỳ hoa dị thạch, trong chớp mắt, tô hàng liền giống như là về tới chính mình quen thuộc cố thổ. Có vài tên nữ tử trong sân vui đùa ầm ĩ chơi đùa, nhìn thấy tô hàng dạng này một cái xứ khác dị nhân liền có chút ngượng ngùng nhìn lén qua tới nhưng lại không dám quan minh chính đại có loại cái kia giấu ở trong khuê phòng bộ dáng tiểu thư khuê các tô hàng cũng không thèm để ý mình bị người nhìn lại cùng quan tới ánh mắt thoáng đối mặt lúc hắn còn ưu nhã cười trả một cái chỉ trêu đến đối phương giống như là hải đường đỏ tươi vô cùng hắn có chút hiếu kỳ những cô gái này đến cùng là vì sao lại ở chỗ này hoặc nhìn như là trong phủ này nữ quyến thế nhưng là cùng là nữ nhân cái này hiển nhiên có chút hoang đường nhưng cũng chỉ là hơi hiếu kỳ cũng không có quá mức để ở trong lòng rất nhanh hắn cũng đã được đưa tới nội trạch một tòa đình nghỉ mát xin chờ một chút ta đi hồi báo một tiếng cái kia dẫn đường nữ nhân nói chỉ là một tiếng liền rời đi đình nghỉ mát lưu lại tô hàng một người ở đây cái này đình nghỉ mát dựa vào rìa vách núi thậm chí từ cái nào đó góc độ còn có thể gặp được di tán sương mù thác nước nghe cái kia thanh âm như ẩn như hiện trống trải bao la cảm giác liền tự nhiên sinh ra đang tại tô hàng có chút tháng phục bực này mỹ lệ chi cảnh liền nghe được có người đi tới quay người lại nhìn lại, một vòng màu xanh đen công tử văn nhã liền đi tới phụ cận. Tô Hàng gặp qua đối phương, tự nhiên cũng liền nhận ra người trước mắt đúng là vị lão tổ kia nghĩa nữ, nhưng là bây giờ nàng lại người mặc quần áo thư sinh hầu, tay cầm quạt xếp, bản thân dung mạo không kém, dạng này lộ ra tự nhiên là mười phần tuấn lãng. Chỉ coi làm là người này đặc biệt đam mê, Tô Hàng cũng không có lộ ra kỳ dị gì, gì biểu lộ, đợi đến đối phương tới, cũng tự nhiên là nói chuyện bình thường. Ta cùng với các hạ tự hồ cũng không gặp nhau, không biết các hạ để cho ta tới là vì chuyện gì ăn mặt kiểu thư sinh nữ nhân cười yếu ớt một tiếng, nói: mặc dù cũng không gặp nhau, ta đối với các hạ lại là hết sức tò mò. Tiên sinh lúc đến, ta cũng không tại trong cốc, chỉ là không nghĩ tới trở lại trong cốc, lại nghe nói có tiên sinh nhân vật như vậy, liền muốn muốn cùng tiên sinh thật tốt thân cận một chút. Bất quá là một cái người phàm tục, cũng không có cái gì đáng giá hiếu kỳ chỗ. Tiên sinh quá khiêm nhường, mặc dù lúc này nàng cũng không có giống như mới gặp lúc như vậy ánh mắt bé nhọn, nhưng mà tô hàng hay là không muốn cùng với đối mặt loại khách sáo này lời nói ta cho rằng thôi được rồi, tất nhiên tìm ta tới, dù sao vẫn là phải có một cớ. Mặc dù ở đây cảnh sát không tệ, nhưng ta cũng chính xác không có thời gian đi thưởng thức những thứ này. Tiên sinh gần nhất đang bận bịu điều tra vương thượng bị giết một chuyện. Loại chuyện này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, tô hàng cũng là trực tiếp thừa nhận xuống. Chịu đến người khác sở thác, đúng là đang điều tra, nhưng đến nay còn không có gì manh mối, tự nhiên cũng là nóng nảy vô cùng, cho nên nếu là không có gì chuyện quan trọng, liền còn xin các hạ có thể để ta trở về đối phương thần sắc thoáng lạnh lùng chút, tiên sinh tự hồ rất sợ lưu tại nơi này, chẳng lẽ là bởi vì ta nguyên nhân. Tô Hàng tự nhiên khoát tay nói, cũng không phải là như thế, chỉ là bởi vì chính xác thời gian cấp bách, cho nên không dám trễ nải. Nhưng nếu như ta có thể hướng tiên sinh cung cấp một chút tin tức đâu, không biết tiên sinh phải chăng còn có thời gian này lưu lại. Tô Hàng giật mình, không hiểu nàng tại sao sẽ như vậy làm, mà đối phương làm như vậy, cũng tất nhiên là có mục đích gì, nếu là suy nghĩ tỉ mỉ mà nói, kỳ thực đây là 10 phần nguy hiểm hành vi, nhưng nghĩ tới chính mình cũng chính xác không có cái gì tiến triển, không như nghe nghe đối phương biết nói thứ gì. Suy tư một lát sau, Tô Hàng nói, nếu như là liên quan tới thứ vương sự tình, ta tự nhiên nguyện ý chảy ra một chút thời gian tới. Nhưng lại không biết là như thế nào tin tức. Nữ nhân này cười lạnh một tiếng, tự hồ đối với Tô Hàng hành vi có chút kinh thường. Tin tức này có thể sẽ cho tiên sinh dẫn tới sát sinh họa, cho nên đang nói ra trước khi đến, ta muốn khuyên nhủ tiên sinh một câu. Nếu là lo lắng cái gì họa sát thân, ta cũng sẽ không đi tiếp thu, kỳ thực không ngại nói thẳng, nếu là thật ứng phó không được, mà chết nơi đất khách quê người, cũng chỉ có thể trách chính ta vận khí không tốt. Đối phương rõ ràng cũng không nghĩ đến Tô Hàng sẽ như thế mở nhìn, thoáng kinh ngạc sau đó, liền cũng sẽ không đi vòng vèo. Tại ngày này hàng cốc bên trong, đối với ám sát vương thượng loại chuyện này, kỳ thực cũng không có người sẽ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí tại tiên sinh không đến phía trước, cũng đã có người đoán được kết cục như vậy, chỉ là về thời gian lại vừa vặn phát sinh ở tiên sinh ở thời điểm. Tô Hàng vội hỏi, đây là ý gì? chẳng lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện sao? Lần thứ nhất đúng là lần thứ nhất, có thể địch ý loại chuyện này lại rõ ràng không cách nào che lấp, vương thượng phải cải biến trời giá rét cốc sinh thái, như vậy tự nhiên cũng là cần trả giá thật lớn, thế nhưng là tất nhiên cái giá này không cách nào trả giá, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng chỉ có là vương thượng chính mình gánh chịu. Trước đó Tô Hàng còn chưa hoàn toàn muốn hiểu vị kia vương thượng trước đây làm cái gì, mà đưa tới giấu ở chỗ tối những người kia cừu thị, đây quả thật là để cho hắn mở ra một chút mạch suy nghĩ. Vậy bọn hắn rốt cuộc là ai? cô hàng hỏi. Cái này ta không cách nào nói cho ngươi, bởi vì tự ta cũng không biết, nhưng mà ta lại có thể nói cho ngươi một việc, sự tình nhưng cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, đứng tại công khai gia hỏa nếu quả thật có can đảm này, chỉ sợ sớm đã bị vị kia vương thượng cho diệt trừ sạch sẽ, cho nên tiên sinh nếu quả như thật muốn đi điều tra, tốt nhất vẫn là đi dò tra nhìn những cái kia giấu ở chỗ tối lũ côn trùng có hại. Chỗ tối côn trùng có hại, tất nhiên giấu rồi, ta lại muốn như thế nào đi điều tra đâu. Tiên sinh còn cần ta đi dạy bảo sao? Tuy nói là núp trong bóng tối, có thể tiếp tục lên tay đến trả vẫn là ở ngoài sáng, tỉ như cái kia vong xuyên, tuy nói là một mực bảo hộ tại vương đình bên trong, nhưng mà vương đình là như thế nào phức tạp chỗ, sợ nếu là thẩm thấu một hai con đi vào, cái này tự hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Tô Hàng lập tức minh bạch nàng đề điểm phương hướng, vội vàng khiêm tốn nói cảm tạ, đa tạ chỉ giáo. Chương 905, Người trong đồng đạo Đối phương chờ lấy Tô Hàng tạ xong, mới chậm rãi nói, tất nhiên ta cho tiên sinh chỉ một con đường sáng, cái kia không biết tiên sinh lại muốn như thế nào cảm tạ tại ta. Tô Hàng cũng đoán không được cái này người trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Không thể làm gì khác hơn là nói, lấy các hạ thân phận địa vị, liền xem như ta có thể lấy ra đồ vật, chỉ sợ các hạ sẽ không để ở trong mắt, không bằng các hạ đưa ra yêu cầu tới, nếu như ta có thể làm được, sẽ làm kiệt lực mà làm. Tiên sinh đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Bất quá sự tình cũng không gấp gáp, tiên sinh không ngại ngồi xuống uống trước một chén nước trà, sau đó để chúng ta từ từ trò chuyện nhìn gia hỏa này là hạ quyết tâm muốn để tô hàng ở đây chờ lâu một hồi bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể là ngồi ở trong lương đình chờ lấy đối phương muốn nói cái gì kỳ thực ta để cho tiên sinh lưu lại nhưng cũng không phải hoàn toàn đối tiên sinh không có ích lợi gì nếu là tiên sinh biết những cái kia trong cốc cũng không truyền ra ngoài bí mật tân có thể có thể để cho tiên sinh lại càng dễ tìm được hung thủ cũng khó nói tô hàng chấp tay nói nếu là thật có thể như thế vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa tiên sinh có nghe nói qua ta vị kia nghĩa phụ nàng cũng không có qua nhiều cùng tô hàng khách sáo rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề tô hàng gật gật đầu chỉ biết là một chút nhưng cũng không quen thuộc chỉ biết là vị kia hải khánh lão tổ thực lực mười phần kinh khủng đã từng lấy sức một mình đánh lui tới ngoại giới xâm chiếm cường địch sau đó liền bởi vì thương thế trong cốc chỗ sâu thanh tu tiên sinh mới tiến vào trong cốc mấy ngày đối với ta cái kia nghĩa phụ không hiểu nhiều lắm cũng là hợp tình lý nghe đối phương nói lên dạng này một vị nhân vật tô hàng liền có chút hiếu kỳ hỏi không biết đột nhiên nói lên vị lão tổ này làm cớ gì nghĩ đến ta cùng với vị lão tổ này chỉ sợ cũng rất khó phát sinh liên quan mới là. Thực ra không phải vậy, sợ là trong cốc này giỏi nhất cùng lão tổ có chỗ quan hệ chính là tiên sinh. Tô Hàng vội hỏi, đây là cớ gì? Chẳng lẽ tiên sinh cũng không đoán ra sao? Ta viện này là nghĩa phụ để lại cho ta, thế nhưng là viện này phong cách lại cùng trong cốc những cái kia hoàn toàn khác biệt, nghĩ đến tiên sinh cũng nhìn ra tới này viện tử là cùng ngoại giới giống nhau. Tô Hàng nhận đồng gật gật đầu, lúc hắn nhìn thấy, liền phỏng đoán nguyên nhân, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ cùng vị lão tổ kia có liên quan, chỉ coi làm là người trước mắt này yêu thích tô hàng bên kia văn hóa. Chẳng lẽ là vị lão tổ kia cũng là đến từ ngoại giới? Nàng gật gật đầu, chính xác như thế, nghĩa phụ trước kia chạy nạn tiến vào trong cốc, nhưng mà đến từ cùng ngoại giới ký ức vẫn còn bảo lưu lấy, lưu lại dạng này một tòa cực lớn trạch viện liền cũng là vì hoài niệm trước đó mà thôi. Nếu như không phải cuộc chiến đấu kia để cho nghĩa phụ thần nguyên bị hao tổn, không thể không tiến vào trạng thái sâu ngủ, chỉ sợ nghĩa phụ vẫn sẽ thường xuyên tới ở đây ở lâu dài. Nghe nàng miêu tả như vậy, Tô Hàng cũng quả thật có thể trong đầu tư tưởng ra một cái tiên phong đạo cốt tu sĩ hình tượng. Nếu là quan hệ như vậy, cái kia nhưng có ta có thể đến giúp chỗ, giống như vừa rồi nói, nếu là có thể, tất nhiên kiệt lực mà làm. Nhưng Tô Hàng nói xong, đối phương lại rơi vào trầm mặt, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng phá vỡ cái này trầm mặt, việc này ta cùng với nghĩa phụ nhắc đến, nhưng hắn là cũng không tán đồng, nhưng là bây giờ tình huống cùng mấy chục năm trước khác biệt, nghĩa phụ tình huống cũng là rất không thể lạc quan, cho nên liền xem như nghĩa phụ không đồng ý ta cũng vẫn là muốn làm tiên sinh nếu là có thể ta muốn cho tiên sinh bồi ta cùng đi gặp gặp ta vị kia nghĩa phụ đại nhân cô hàng vì đó sững sờ không nghĩ tới đối phương thỉnh cầu lại là như thế tất nhiên vị lão tổ kia không đồng ý chúng ta như vậy tùy tiện tiến đến sợ rằng sẽ trêu chọc lão tổ không khoái cái này chỉ sợ không ổn đâu ta tự nhiên biết nhưng lại cũng là không thể làm gì biện pháp tiên sinh cũng không cần lo lắng nếu là lão tổ trách tội ta cũng sẽ dốc hết sức đem sự tình gánh vác tiếp, tuyệt sẽ không cho tiên sinh tạo thành phiền phức. Tô Hàng tự nhiên không có khả năng lúc này liền tin tưởng đối phương, không thể làm gì khác hơn là vẫn như cũ thử nghiệm khuyên, ta cũng không phải sợ, chỉ là cũng không hiểu thành gì muốn để ta đi, tất nhiên liền lão tổ đều không thể giải quyết phiền phức, chính là là ta mà nói, chỉ sợ cũng làm không được a. À. Cho nên đi không công trêu đến lão tổ sinh khí, ngược lại cũng không phải một chuyện tốt. Hắn lần nữa trầm mặt lại, quay đầu đi, nhìn về phía ngoài đình, cái kia vân hải bên trên, biến đổi liên tục chi thế, rất là hùng vĩ. Tiên sinh chỉ coi ta cũng không từng nói tới chuyện này, nếu để cho ta nghe được bất luận cái gì tin đồn, tiên sinh nên biết kết quả. Vừa mới vẫn là tại thật tốt, thế nhưng là lập tức liền như thế lạnh nhạt, cái này đột nhiên chuyển biến để cho tô hàng cũng không phản ứng lại, hơi hơi kinh ngạc sau đó, mới nghiêm túc trả lời chắc chắn nói, xin hãy yên tâm, hôm nay ta không nghe được gì, ngươi cũng cũng không nói gì. Tự hồ chỉ là như thế, một mực chờ đến tô hàng rời đi nhà, nhưng vẫn là có loại giống như là đang nằm mơ cảm giác giống nhau cùng lúc đến một dạng thời điểm ra đi vẫn có một vị nữ hầu đem tô hàng đưa đến cái kia phiến trong thành mãi cho đến chỗ nhiều người đối phương mới cung kính hành lễ rời đi lưu lại tô hàng một người đứng tại trong dòng người tô hàng vẫn là tại tại chỗ do dự một hồi thẳng đến nghe được có người gọi thanh âm của hắn mới từ cái này không thực tế bên trong tỉnh lại hắn tập trung nhìn vào nguyên lai like là chính mình ngăn cản người khác đường đi cái kia một xe rau quả đang muốn dừng ở một bên dường như là chuẩn bị ở đây bán tô hàng nhường đường lại hướng về bốn phía nhìn một chút xác nhận chỉ nguyệt chỗ ở phương hướng, mới hướng về cái hướng kia đi đến. Tiếp lấy mấy ngày, vị kia liền cũng không còn đi tìm hắn, Tô Hàng cũng là mượn từ đối phương trong miệng đạt được manh mối, bắt đầu điều tra Vương Đình. Đầu tiên chính là Vương Đình bên trong tất cả nhân viên. Tuy nói là Vương Đình, nhưng mà tại cái này vốn là liền không có quá nhiều nhân khẩu chỗ, Vương Đình bên trong cũng không có người quá nhiều, chỉ là hầu hạ tầm thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày, tổng cộng cũng chỉ là gần tới trăm người mà thôi. Tô Hàng mấy ngày nay chủ yếu việc làm liền đem cái này gần tới hơn 100 người từng cái một đều hỏi một lần. Mặc dù biết nhiều chuyện nhỏ nhặt, giống như là vị kia vương thượng ăn uống thói quen, bình thường thích làm những gì, liền chính là những người kia ở giữa mâu thuẫn, phần lớn là một chút chuyện nhàm chán, sau khi nghe xong, Tô Hàng đều cảm thấy hết sức vô vị, cũng không muốn tiếp tục nữa. Nhưng lại lo lắng chính mình có thể hay không bỏ lỡ cái gì, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đem cái này hơn 100 người đều cho hỏi xong. Cuối cùng, Tô Hàng cũng vẫn là cái gì cũng không biết. Tô Hàng cũng không cảm thấy nếu quả như thật có vấn đề người tồn tại ở bọn gia hỏa này bên trong, mà hắn sẽ hoàn toàn không phát hiện được, cho nên khả năng lớn nhất chính là cái kia người làm việc kỳ thực đã không ở nơi này mặt. Đổi một cái mạch suy nghĩ, Tô Hàng liền đi tìm gần nhất hay là mấy tháng gần đây bên trong rời đi vương đình người. Không nghĩ tới vẫn còn thật sự để cho Tô Hàng phát hiện một vài vấn đề. Hết thảy chỉ có ba người trong lúc này rời đi vương đình, hai cái là bởi vì sinh bệnh mà không cách nào lại có thể gánh vác vương đình việc làm, liền không thể làm gì khác hơn là rời đi, còn có một vị là bởi vì trong nhà xảy ra biến cố. Chương 906, Thần Minh chúc phúc. Bên vách núi duyên tòa kia nhà. Sáng sớm hôm đó, sương mù hơi lớn, từ trong núi nhìn lại, liền cả tòa sơn cốc đều bị giấu ở trong sương mù, tự hồ ngoại trừ ở đây, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh trắng xóa. Ước chừng dưới ánh mặt trời dâng lên, vẫn còn có rất dài một đoạn thời gian mới có thể chiếu vào trong cốc thời điểm, một cái còng xuống thân ảnh đang từng bước từng bước chậm rãi hướng về tòa kia nhà đi đến, bên cạnh của nàng cũng không có người phục dịch nhưng mặc dù đi gian khổ nhưng vẫn là ra sức leo trèo nhưng cái này cơ thể vẫn là quá mức mềm nhũng đến giữa sườn núi chỗ lão nhân liền chống đỡ không nổi tìm một khối đá ngồi xuống vừa ngồi xuống bất quá một hồi vị kia khí khái hào hùng mười phần nữ mặc quen thuộc thư sinh phục sức đi xuống nghiêm lão ngươi đây là muốn làm cái gì nếu là muốn gặp ta liền không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm nói một tiếng ta liền chủ động đi tìm ngài chính là cần gì phải ngài tự mình hướng tới trong núi này mà đến nếu để cho nghĩa phụ ta biết, chỉ sợ sẽ lục gia ta không thể. Lên núi không là người khác, chính là vị kia cho tô hàng một thanh kim sắc chìa khóa nghiêm lão. Loại chuyện này chỉ có lão phụ nhân ta tự mình tới, sự tình mới có thể nói tiếp, ngươi đi tìm ta, lão phụ nhân ta liền không biết đạo như thế nào mở miệng. Nghe lời này một cái, đối phương lập tức liền nhíu nhíu mày, đây cũng không phải là tốt gì dấu hiệu. Nhưng bởi vì nghiêm lão thân phận tôn quý, huống chi đối phương đã đích thân đi tìm môn tới, liền xem như rất khó đáp ứng, nàng cũng không thể không nghe một chút nàng đi tới khối đá lớn kia bên cạnh cũng ngồi xuống tiếp đó có chút nghiêm túc nói đã như vậy nghiêm lão muốn nói cái gì ta rửa tay lắng nghe liền xem như lại phiền toái sự tình ta cũng nhất định tận lực tuyệt không để cho nghiêm lão không công mà lui nghiêm lão còn tại nện có chút hai chân cứng đờ khóe miệng cười hì hì nói phong quân thần cũng vô dụng dạng này trang trọng lão phụ nhân ta còn biết phân tất đương nhiên sẽ không để cho phong quân thần khó xử nghiêm lão khách khí ngài là trưởng bối trực tiếp gọi tên của ta phong thanh chính là tự hồ cũng là cảm thấy nói như vậy sẽ càng thân cận một chút nghiêm lão cũng không có cự tuyệt lão phụ nhân bây giờ cũng không quan thân mặc dù hô to tên của ngươi là mất lễ tiết nhưng cũng thân cận rất nhiều lão phụ nhân liền không thách khí ta cũng càng ưa thích nghiêm lão như ta hồi nhỏ như vậy bảo ta ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì thanh nhi ta tới tìm ngươi chỉ vì một việc đó chính là gần nhất ám sát một chuyện ngươi cũng biết ta vì trong cốc tân tân khổ khổ một đời lại không thể nhẫn tâm nhìn xem đám người kia đem ở đây làm hỏng đi các nàng muốn cái gì người ta đều vô cùng rõ ràng, cũng tự nhiên biết nếu quả như thật bị bọn hắn được như ý, chuyện này sẽ cái này như thế nào. Quả nhiên giống như phong thanh suy đoán bên kia, nghiêm lão tới là vì chuyện này, nếu là những chuyện khác, vị này nghiêm lão đều tự mình đến đến nơi đây, nàng cũng tất nhiên là muốn trên bảng một đám, thế nhưng là duy chỉ có chuyện này, nàng không thể không muốn mở miệng. Thế nhưng là không đợi nàng nói ra một chữ tới, liền nghe được nghiêm lão cắt đứt nàng nói, không nên gấp gáp tỏ thái độ, có thể nghe ta đem lời nói xong. Phong thanh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lần nữa im lặng nghe nghiêm lão tiếp tục nói ta biết ngươi tại lo lắng cái kia đúng là không thể tránh khỏi phiền phức nếu ngay cả cùng ngươi cuốn theo đi vào liền thật sự bộc phát sau đó liền triệt để không cách nào thu thập thế nhưng là thanh nhi ngươi cũng cần phải biết bây giờ nếu như không ra tay mà nói lấy các nàng tham lam ngươi cảm thấy chẳng lẽ bọn hắn chọn ngừng tay tới sao đám người kia đã nếm được ngon ngọt như vậy các nàng liền sẽ càng thêm không kiên nể gì cả các nàng biết ngươi không có khả năng chen vào cho nên mới sẽ không có sợ hãi như thế nhưng nếu như lại không thêm ngăn lại mà nói, rất nhanh các nàng liền sẽ tính cả ngươi cũng không để ở trong mắt. Thanh Nhi, xem như lão phụ nhân ta van cầu ngươi, chính là vì trong cốc này vạn người tính mệnh, cũng xin ngươi đừng lại tiếc rẻ. Nghiêm lão nói xong, liền đã dừng lại trong tay động tác, chỉ là an tĩnh chờ đợi Phong Thanh trả lời chắc chắn. Thế nhưng là tảng đá kia bốn phía chỉ có từ đằng xa truyền đến thác nước kia âm thanh, cũng không có Phong Thanh âm thanh. Nàng cũng rơi vào trầm tư, tự nhiên biết Nghiêm lão nói tới cũng không sai, thế nhưng là đồng dạng nàng cũng có chính nàng khó xử. Rất lâu, nàng mới mở miệng nói, nghiêm lão, nghĩa phụ ta chỉ sợ gần nhất liền muốn không chịu nổi. Lời này vừa nói xong, chính là vị này đã đã trải qua rất nhiều lão nhân, nhưng cũng là kinh ngạc trợn to mắt. Này! Đây là sự thật. Nàng gương mặt không thể tin. Phong thanh chỉ có thể là sa sút tinh thần gật đầu, ta vốn không nguyện ý nói, loại chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, tự như nghiêm lão nói như vậy, các nàng sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược, nhưng mà chuyện như vậy chỉ sợ cũng không cách nào giấu giếm tiếp, các nàng nắm trong tay mảnh sơn cốc này bất cứ chuyện gì đều không thể bỏ lỡ trong tay của các nàng nhiều nhất giấu giếm nhất thời các nàng liền sẽ biết nghiêm lão rơi vào trầm tư nàng vốn cho rằng lần này tới tìm được phong thanh chỉ cần có xuất thủ của nàng tuy nói không cách nào một kéo xu hướng suy tàn nhưng cũng có thể để cho sự tình sẽ lại không tiếp tục hỏng bét tiếp nhưng làm sao đều không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này một cái càng thêm tin tức hỏng bét nàng vẫn là rất nhanh để cho chính mình bình tĩnh lại chẳng lẽ liền không có một chút biện pháp sao phong thanh lắc đầu ta cũng tính toán cùng nghĩa phụ nói qua, muốn để cho vị kia tiến vào trong cốc tô tiên sinh đi xem một cái, dù sao bọn hắn tu hành công pháp là đến từ một chỗ, có lẽ có thể tìm ra một chút khả năng, thế nhưng là nghĩa phụ không hề giống ý cách làm của ta, ta cũng không có biện pháp gì. Chẳng lẽ liền không thể cưỡng ép đi làm? Nhưng phong thanh vẫn là lắc đầu. Đây không có khả năng làm đến, nghiêm lão chẳng lẽ còn không biết đạo ngã cái kia nghĩa phụ tính khí sao? Dường như là ký ức lần nữa trở về, nghiêm lão cũng nhớ tới phủ đầy bụi đi qua, bất đắc dĩ gật đầu vị đại nhân kia chính xác sẽ không để cho ngươi làm như vậy chỉ sợ dẫn tới cũng chỉ lại là lên hiệu quả ngược phong thanh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nghiêm lão ta cũng không phải không muốn giúp đỡ ngươi đúng là bất lực những tên kia bất kể làm cái gì liền để các nàng đi làm đi giữa ngươi ta các nàng tạm thời còn không có thể làm ra cái gì tới loại này bo bo giữ mình mà nói lại vừa vặn là nghiêm lão không nguyện ý nhất nghe thấy nàng giận dữ nói ta một cái đã sớm đất vàng chôn đến cổ người còn có cái gì sợ nếu như các nàng thật sự tìm tới ta chẳng lẽ lão phụ nhân còn có thể tiết rẻ cái tính mạng này sao? Nhưng ngươi cũng không cần quể oải như vậy, sự tình nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Phong Thanh lập tức minh bạch nghiêm lão ý tứ, nói, nghiêm lão là muốn nói vị kia tô hàng tiên sinh sao? Tất nhiên Hải Khánh Đại Nhân có thể mượn dùng vị kia thần minh sức mạnh, nghĩ đến cái này cùng Hải Khánh Đại Nhân tới từ cùng một nơi ngoại nhân tất nhiên cũng có thể làm đến, nếu chỉ phải có vị kia thần minh trợ giúp, liền không có cái gì sợ. Nhưng mà Phong Thanh lập tức hỏi ngược lại, thế nhưng là chuyện này với hắn tới nói có phải hay không quá mức nguy hiểm, hắn có chịu hay không đáp ứng. Chương 907, đột phá cách nhau một đường. Nghiêm lão cũng hai mắt nhắm nghiền, nói, hy sinh là không thể tránh được. Phong Thanh liền không nói gì, nàng chỉ là cho rằng chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy thành công, thế nhưng là tại rất nhiều đã bị ngăn chặn trên đường, tự hồ cũng chỉ có một con đường như vậy còn có thể đi đến phần cuối. Ngươi là có hay không đã gặp hắn? Nghiêm lão đột nhiên hỏi phong thanh kinh ngạc phía dưới mới phản ứng được đúng vậy ngươi cảm thấy hắn như thế nào trầm ổn lý trí cũng tương tự không thiếu dũng cảm cùng khí phách nghe ngươi đối với hắn đánh giá rất cao cái này có thế rất là hiếm thấy lấy ngươi ngạo khí cũng rất ít sẽ đối với một người đáp lại ngay mặt đánh giá nghiêm lão hơi có chút tò mò hỏi nếu như chỉ là từ gần nhất mấy lần gặp mặt ta đương nhiên sẽ không ưa thích cái này nhìn rất là nói năng tùy tiện gia hỏa nhưng khi ta đã biết quá khứ của hắn cùng với những kinh nghiệm kia sự tình sau đó ta liền cũng tại bội phục một cường giả như vậy. Mà ta từ trước đến nay là đối với cường giả kính phục. Vậy thì tốt rồi, đã ngươi coi trọng như thế nàng mà nói, vậy ngươi cảm thấy nàng muốn có được vị kia thần minh chúc phúc, này lại sẽ không có khó khăn như vậy. Phong Thanh lại lắc đầu, ta nghe Nghĩa Phụ nói qua, năm đó hắn đi khẩn cầu, thậm chí ngay cả vị kia thần minh khuôn mặt cũng không có nhìn thấy, chỉ là bị tùy ý chúc phúc một đạo thần niệm mà thôi. Cho nên vị kia thần minh đến cùng là như thế nào khảo sát, hắn cũng không rõ ràng trận này đối thoại lấy không có kết quả gì chấm dứt, phong thanh tự nhiên không có khả năng lại để cho nghiêm lão một thân một mình rời đi, nàng đưa lão nhân hạ sơn, về tới thần một rừng nơi ở. Đợi đến lão nhân trở về, nàng liền cũng muốn rời đi, nhưng mà lão nhân lại gọi lại nàng. Thanh nhi, chỉ cần là cá nhân đều sẽ có khuyết điểm. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là phong thanh hiểu rồi nghiêm lão ý tứ trong lời nói, hướng về phía lão nhân gật gật đầu, ta biết. Lão nhân cũng là vui mừng hướng về phía nàng phất phất tay, này mới khiến nàng rời đi mà lúc này thái dương cũng bất quá là mới vừa dâng lên tại trên vách núi trong cốc sương mù bị cái này ánh mặt trời ấm áp vừa chiếu rọi một cái liền rất nhanh tán đi còn mang theo một tầng hơi nước rừng rậm giống như là vừa mới tỉnh lại tới tô Hàng cũng đã đi ra khỏi phòng ở bên ngoài rất lâu hắn đi ra bên ngoài lại cũng không phải là bởi vì chính mình chuyện điều tra lấy được cái gì đầu mối mới chỉ là bởi vì cái kia rất lâu chưa từng tăng trưởng thực lực lại tựa hồ như có ba động tô hàn bây giờ là cửu phẩm đỉnh phong khoảng cách siêu phàm bất quá là cách xa một bước nhưng mà trong thiên hạ, bị vây ở một bước này xa tu sĩ chỉ sợ cũng hàng trăm hàng ngàn, một bước này tuy nói chỉ là cửu phẩm đỉnh phong cùng siêu phàm trên lệch, thế nhưng lại phản phất là trời và đất trên lệch. Tô Hàng không nghĩ tới chính mình sẽ như thế đột nhiên cảm nhận được chính mình bình cảnh buông lỏng. Thời khắc thế này, chính là bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản hắn đi đánh vỡ bình cảnh. Thế nhưng lại bất ngờ hoảng hốt, giống như là một loại nào đó linh cảm, chỉ có thể cảm thấy hắn tồn tại cùng trong đầu, thế nhưng là nghiêm túc hồi tưởng, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không thể tìm được đó là cái gì rất nhanh tô hàng phát hiện mình đứng ở đó trong rừng loại kia không rõ ràng lắm linh cảm liền sẽ thoáng có thể sờ đến một chút cảnh góc cho nên đứng ở chỗ này tô hàng đã sớm mệnh lệnh vi chính là bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy hắn vi cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ coi làm tô hàng là tìm được cái gì đầu mối mới cũng chỉ có thể là nghiêm túc phục tùng xuống đúng lúc này một nữ nhân thân ảnh từ trong rừng rơi vào tô hàng trước mặt loại này đột nhiên quấy rầy để cho tô hàng rất khó cao hứng trở lại nhất là dạng này một cái thời khắc hắn nhìn qua đối phương, chỉ là lạnh lùng nói một câu, ta bây giờ không có tâm tình gặp bất luận kẻ nào. Còn xin ngươi rời đi. Cái kia rất là cô gái trẻ tuổi, hơi dài tóc choàng tại sau lưng, mỗi một cái động tác đều giống như mang theo trẻ tuổi khí tức, nàng thực sự quá trẻ tuổi, để cho tô hàng cũng cảm giác mình ở trước mặt nàng đều phải lớn tuổi hơn nhiều. Đó cũng không giống với non nớt, mà là thanh xuân hương vị, nếu là lúc khác tại nhìn thấy dạng này một cô gái, tô hàng là muốn cùng đối phương nói lên một ít lời, nhưng là bây giờ hắn chỉ là lạnh nhạt nghi mặt muốn đối phương rời đi ta biết ngươi đang làm cái gì. Cảnh giới của ngươi đang chấn động, ngươi muốn đột phá. Tô Hàng thoáng kinh ngạc nhìn cô gái này. Đã ngươi có thể nhìn ra, vậy mời Lý Lão ở đây, không nên quấy rầy ta. Tô Hàng đã mười phần khách khí, bởi vì lúc này hắn cũng không muốn cho mình trêu trọc cái gì ngoài định mức phiền phức. Nhưng không nghĩ tới cô gái này lại trực tiếp lắc đầu, ta không thể đi, ta có thể giúp ngươi. Nhưng bất luận nghĩ như thế nào, cái này đều giống như đang mở trò đùa. Ta cũng không cần trợ giúp của ngươi, mời ngươi rời đi liền tốt. Ngươi tin tưởng ta, ta thật sự có thể giúp được ngươi. Nữ hài mang theo một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn tô hàng, thật sự rất dễ dàng khiến người tâm động. Nhưng mà đối mặt cảnh giới thời cơ đột phá, tô hàng tuyệt không có khả năng để cho chính mình đem vận mệnh cược tại một cái chưa từng thấy qua trên người cô gái. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta cũng không cần. Tự hồ cũng giống là nhìn ra tô hàng kiên quyết, nữ hài có chút ủy khuất đã kéo xuống khuôn mặt. Tốt a, à, vậy ta không quấy rầy ngươi. Tô hàng còn duy trì cảnh giác nhìn xem nàng một mực chờ đến thân ảnh của nàng rời khỏi nơi này, mặc dù mới thoáng trầm tĩnh lại. Thế nhưng là bởi vì vừa rồi nháo trò như vậy, vốn là mỏng manh dự cảm liền cũng bị khoái động thiếu chút nữa thì muốn từ trên thân Tô Hàng rời đi. Tô Hàng cũng không lo được đi oán trách vừa rồi nữ hài kia, hắn trực tiếp xếp bằng ở cỏ xanh phía trên, ở trong rừng gió nhẹ thổi phía dưới, cảm thụ được đến từ rừng rậm xúc cảm. Giống như là đã nứt ra một loại nào đó vết nứt, cơ thể cũng tại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Da mặt ngoài giống như là đốt nứt ra bùn đất, bắt đầu từng chút một xuất hiện vết rạn, đầu tiên là trong tay, tiếp đó đến cánh tay, dọc theo cánh tay đến lồng ngực, cuối cùng mới là đầu người. Tô Hàng cũng không nửa điểm bối rối, cái này giống như niết bàn trùng sinh, mà loại này siêu việt siêu phàm sự tình, bất kỳ không giống bình thường tựa hồ cũng bình thường vô cùng. Linh khí bốn phía từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, từng chút một hướng về Tô Hàng trong thân thể quán chú, rất nhanh liền giống như thổi bay gió, đem cái kia rậm rạp phùng thịnh cành lá cho thổi bay hoa hoa tác hưởng. Nước ra làn da rụng trên mặt đất, lộ ra cái kia nguyên bản dưới da giống như hài nhi tầm thường trắng loãng nhàn nhạt gân xanh có thể tại cái này trắng ngoãn phía dưới nhìn thấy, mà dấu ở trong kinh mạch di động cũng cùng nhau bị thấy rõ. Bọn hắn đang hội tụ hướng tô hàng toàn thân, chọc thủng trong thân thể từng cái một khiếu môn. Quá trình này đơn giản giống như là tại đem tô hàng thoát thai hoán cốt, trong đó đau đớn để cho hắn thật chặt nhíu mày, cắn chặt răng nhưng cũng không dám phun ra một ngụm trọc khí. Dường như là sợ chính mình một khi nới lỏng khẩu khí này, liền sẽ phí công nhọc sức. Một cái nho nhỏ ánh sáng đi theo những cái kia linh khí hướng về tô hàng trong thân thể chui vào, tại tô hàng thời điểm không biết liền từ huyệt bách hội tràn hướng tinh minh huyệt nhưng đồng dạng tại cái khắc linh khí phí hết tâm tư đánh trúng cái này nho nhỏ ánh sáng lại nhẹ nhõm phá vỡ chướng ngại chương 908, một cái địch nhân lộ diện cách tô hàng cũng không xa chỗ có một tòa cao ốc đây là một tòa từ mấy cây hơi lớn hơn cây cùng chống đỡ gian phòng từ phía trên có thể nhìn thấy chỗ rất xa tự nhiên từ nơi này là có thể nhìn thấy tô hàng vị trí cũng có thể nhìn thấy cái kia dần dần hướng về hắn hội tụ tới linh khí cùng phong trần lúc này một vị một thân hoa lệ trang sức nữ nhân đang ngồi ở dựa vào tô hàng phương hướng cạnh cửa sổ, gục ở chỗ này, có chút suy ngốc trong đi qua. Bên cạnh thị nữ thay nàng xử lý tay phải móng tay, nhìn mười phần cẩn thận, một cái thon dài nhẵn nhụi nhu đề bên trên mỗi một cây trên ngón tay cũng là vừa đúng dài ngắn. Đột nhiên nàng mở miệng hỏi, tiểu y, ngươi nói một chút, vì cái gì bọn gia hỏa này lúc nào cũng ưa thích đi ảnh hưởng người khác đâu, vốn là cùng các nàng không có quan hệ, thế nhưng là nhất định phải ra vẻ anh hùng một dạng hơn xen vào chuyện bao đồng gọi là tiểu y chính là nàng bên cạnh cái này thay nàng xử lý móng tay nữ hài, nữ hài cũng không có dừng lại trong tay động tác, vừa dùng cái vỗ mài móng tay sắc bén chỗ, vừa nói, các nàng có thể là không thể gặp tỷ tỷ quá cường đại. Hoa lệ ăn mặc nữ nhân cũng nhẹ nhàng cười lên, tiểu y chính là thông minh, lúc nào cũng một câu nói thật giống như nói trúng lấy ít. Đây cũng không phải là y nhi thông minh, là tỷ tỷ mị lực quá lớn, để các nàng đố kỵ, đây chính là ai cũng có thể nhìn ra sự tình. Trước đó vài ngày ta còn nghe trong phòng bếp tiểu nha đầu đang nghị luận đâu, nếu không phải là ta ra ngoài dừng lại các nàng, còn không biết những thứ này không biết trời cao đất rộng tiểu ni tử sẽ nói ra cái gì tới đâu. Các nàng nói gì? Quý khí nữ tử hơi có chút hiếu kỳ nhìn sang. Y nhi cười nói, những cái kia tiểu ni tử còn có thể nói cái gì, chính là cảm thấy tỷ tỷ bị những tên kia khi dễ nhìn không được, mắng vài câu khó nghe, loại lời này hay không nói cho tỷ tỷ nghe xong, sợ dơ tỷ tỷ lỗ tai. Quý khí nữ tử cười lắc đầu, ngươi a, chính là ỷ vào cái miệng này lợi hại. Bất quá những cái kia tiểu nha đầu chính xác phải thật tốt quản quản, ta mặc dù luôn chiều các nàng, thế nhưng là ra đến bên ngoài, bị người chưởng miệng, chính là ngay cả ta cũng không cứu được các nàng. Đúng lúc này, câu hàng bên kia khí thế phản phất đến đỉnh điểm, quý khí nữ nhân chú ý liền bị hấp dẫn, cũng không cùng bên cạnh nữ hài nói tiếp. Ở mảnh này tràn đầy màu xanh biếc trong sơn cốc, tự nhiên là rất khó nhìn thấy loại này gió lớn thổi, tô hàng vị trí liền như là một cái phong nhãn. Nhưng rõ ràng như thế biến động, bốn phía cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào áp tới nhìn một chút rất hiếu kỳ người. Tối đa cũng chỉ là giống như quý khí nữ tử đứng tại xa hơn một chút chỗ xem xét. Hắn muốn đột phá. Nữ tử lẩm bẩm nói, thiên địa dị tượng, vốn là hiếm thấy, lại không nghĩ rằng hết lần này tới lần khác bị hắn ở đây gặp, nếu như không phải tại trong thần từ vị kia đại thần quan không có động tĩnh, ta đều muốn hoài nghi có phải hay không tiên tổ hàng thế. Hiện tại xem ra, đoán chừng là vị kia, nhưng chính là có chút để cho người ta hiếu kỳ, nàng tại sao đột nhiên đối với một ngoại nhân hào phóng như vậy? Loại lời này mặc dù cũng không tránh y nhi, thế nhưng là bên cạnh nữ hài lại biết lời gì là nàng có thể nói, cái gì là không có chút nào có thể xen vào, cũng chính là phần này nhạy bén, mới có thể để cho nàng tại vị này nhìn ôn hòa bên cạnh cô gái vượt qua 3 năm. Mặc dù chỉ có 3 năm, nhưng nghe nói nàng đợi đến thời gian là lâu như vậy đến nay, những nữ hài kia nhóm bên trong đợi thời gian lâu nhất. Đem trên một cái tay toàn bộ móng tay đều cho sửa chữa chỉnh tề, mới khe khẽ thả xuống cái này chỉ chính là nữ hài nàng cũng cảm thấy tinh tế tỉ mỉ bóng loáng mà không nỡ lòng bỏ buông xuống tay tỉ tỉ nên đổi một cái tay nàng đem trong tay công cụ đặt ở một cái màu sắc cổ xưa trong rương gỗ đi tới quý khí nữ tử một bên khác ngồi xuống thế nhưng là giống như bị tô hàng bên kia hấp dẫn toàn bộ chú ý nàng cũng không có lại nâng lên đầu một cái tay khác a à, nàng nhẹ giọng kinh nghi nói như thế nào cảm giác loại biến hóa này cũng không phải bình tĩnh như vậy còn giống như ẩn giấu đi sát cơ ở trong đó Bất quá rất nhanh hắn liền thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, lắc đầu, tự nhủ, quả nhiên như vậy sao? Cái này cũng bất quá là một cái âm mưu, thế nhưng là trả giá nhiều như vậy chỉ là vì tạo một cái âm mưu, cái này ra tay thế nhưng là thật sự hào phóng. Nàng nghĩ nghĩ, đối với một bên Y Nhi nói, tiểu y, tỷ tỷ muốn đi làm một ít chuyện, ngươi ở nơi này chờ một lát tỷ tỷ, chờ tỷ tỷ trở về, lại để cho ngươi cho tỷ tỷ sửa móng tay. Y Nhi khẽ cười nói, tỷ tỷ yên tâm đi, Y Nhi sẽ tự mình chiếu cố tốt chính mình nữ nhân cưng chiều trên đầu nàng sờ lên, tiếp đó đứng lên, giống như là đi ở không khí làm thành trên bậc thang, chậm rãi hướng về cái kia phong nhãn phương hướng đi đến. Không có ai biết lúc này tô hàng cảm thụ, hắn giống như là tại bị bỏ vào trong chảo dầu nóng bỏng sắc nướng, cả người đều ở thối rửa trạng thái. Lúc này, chính là ở vào trong đó hắn cũng cuối cùng là phát hiện trong đó chỗ không đúng. Bình thường tới nói, vượt qua bình cảnh giới hạn, mặc dù đau đớn, nhưng lại sẽ không như thế, trừ phi cái này chính là một hồi nhầm vào hắn âm mưu. Đúng lúc này, nguyên bản thâm nhập vào trong thân thể linh khí trở nên phiền muộn thấu xương kia hàng ý cùng thân thể nát rửa tại đồng thời dày vò lấy tô hàng có người ra tay rồi đây là tô hàng phản ứng đầu tiên hắn chịu đựng lấy đến từ thân thể đau đớn chật vật mở mắt ra thế nhưng là đã sớm máu thịt be bét hai mắt để cho hắn không cách nào thấy rõ trước mắt chỉ là tại trong cơn mông lung gặp được một cái yêu kiều nữ nhân thân ảnh nàng chậm rãi đi tới trong tay cầm một đóa màu trắng hoa tô hàng thấy không rõ lắm đó là cái gì nhưng mà cảm giác nhìn rất đẹp chỉ tiếc nữ nhân lại không có chút nào trân quý trong tay mình mỹ lệ, nắm vuốt ngón tay dài nhọn, đem một mảnh cánh hoa xé xuống, tiếp lấy tô hàng liền phản phất thấy được nữ nhân kia mỉm cười, cầm trong tay trắng nõn cánh hoa cho hướng về phía hắn ném tới. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm đồ vật. Tô hàng dự cảm nói cho hắn, thế nhưng là cơ thể lại hoàn toàn không có cách nào di động một chút. Nữ nhân này nguyên lai là địch nhân sao? Tô hàng buồn khổ thầm nghĩ. Lại tại lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh ngăn ở trước mắt của hắn, đem viên kia cánh hoa chặn xuống. Tô Hàng mặc dù tại nhìn, thế nhưng là vẫn như cũ không nhìn thấy bộ dáng của đối phương, chỉ là đạo thân ảnh kia lại phản phất rất là quen thuộc. Cứ như vậy, các nàng tại trước mặt Tô Hàng đánh lên. Một cái phản phất trời sinh chính là ưu nhã hóa thân, mỗi một cái động tác là như vậy nhu hòa, trong lúc vất tay, lộ ra một loại cao quý không tả nổi. Một cái khác giống như là tràn đầy sức sống, không ngừng tại dây dưa cùng công kích. Nhưng mà thực lực của hai người cũng không có chênh lệch lớn như vậy, tại ước chừng qua mấy trăm chiêu, vẫn là nhìn không ra đến cùng ai có giành được đối phương khả năng. Tô hàng cuối cùng vẫn là không chịu nổi mệt mỏi thành rét lạnh cùng thiêu đốt song trọng dày vò, ý thức cũng tại dần dần mơ hồ, cuối cùng chỉ là nhìn xem hai cái này vũ động thân ảnh chậm rãi nhắm mắt lại, cái kia khả năng đột phá cũng giống là bị bóp chết. Chương 909, Thương Y Nhi cũng học tỷ tỷ của mình đi xem lấy cái kia phong nhãn phương hướng, thế nhưng là nàng cũng không có chút nào có thể cùng quý khí nữ nhân một dạng, nhìn minh bạch ở bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nàng biết, bên trong chắc chắn là rất nguy hiểm. Chỉ là từ tỷ tỷ những cái kia trong đôi câu vài lời, nàng cũng đoán được cái gì. Liền giống như là có người muốn tới phá hư tỷ tỷ chuyện tốt, mà người này bây giờ đang ở tầng kia tầng lá xanh che chắn trong rừng rậm. Nàng chưa từng gặp qua đó là một cái người nào, nhưng mà nàng biết tại trời giá rét trong cốc, còn không có cái kia có thể cùng tỷ tỷ tranh chấp, cuối cùng cũng chắc chắn là tỷ tỷ cười trở về để cho chính mình cho nàng thanh tẩy thân thể. Y Nhi cũng rất ưa thích cuộc sống bây giờ. Ba năm trước đây, nàng bị lần thứ nhất dẫn tới tỷ tỷ trước mặt, nàng mới chỉ 11 tuổi. Tỷ tỷ liền đứng ở trước mặt của nàng, rất thân cận nhìn xem nàng, nàng cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nữ nhân dễ nhìn như vậy, chỉ một cái liếc mắt, liền giống như đem lúc trước tất cả sợ đều bị ném đến sau đầu. Thế nhưng là gặp phải như thế một cái thân cận nữ nhân, từ trước đến nay lòng can đảm đều rất lớn y nhi nhưng lại không biết vì cái gì không dám tới gần. Hiện tại nhớ tới, nàng đã không nhớ nổi chính mình lúc ấy đến cùng đang sợ cái gì, chỉ là trốn ở dẫn chính mình tiến vào nữ nhân kia sau lưng, thế nhưng là bị đối phương liều mạng lôi đến trước người tỷ tỷ lúc này liền ôn nhu nói cũng vô dụng gấp gáp cái kia dẫn chính mình nữ nhân tiến vào này mới khiến nàng trốn tránh không còn túng nàng nhớ tới khi đó liền cũng cảm thấy buồn cười như thế một cái ôn hòa tỷ tỷ nàng vì sao lại cảm thấy sợ chứ nàng còn nhớ rõ tỷ tỷ nói cho nàng từ nay về sau ở đây chính là nhà của nàng mà nàng chính là tỷ tỷ của nàng nàng chỉ là gương mặt mê man nhưng thật giống như cảm nhận được cái gì nhà khí tức đang tại y nhi không biết sao nhớ lại đi qua thời điểm cái nhà này vang lên tiếng đập cửa nếu là cái kia quý khí nữ tử trở về đương nhiên sẽ không đi gõ cửa cái này tự nhiên sẽ chỉ là người nào khác y nhi cũng không lo lắng lại là người xấu gì nàng đứng dậy đi tới cửa phía trước mở cửa ra đã thấy đến một cái quen thuộc người phong đại nhân ngài là tới tìm ta gia tỷ tỷ sao phong thanh chỉ là tùy ý liếc qua trong phòng nhưng cũng không có nhìn thấy người nàng không có ở đây phong thanh hỏi tỷ tỷ có việc đi Phong đại nhân nếu là không để ý, ta có thể sách đại nhân chuyển cáo. Nhưng vốn là Phong Thanh cũng chỉ là muốn tới xác nhận một chút hành tung của nàng, nếu biết nàng không tại, cũng đã đạt đến mục đích. Không có gì, nàng sau khi trở về, cùng nàng nói một tiếng, để cho nàng đi tìm ta là được. Y Nhi gật gật đầu, đúng vậy, Phong đại nhân, ta sẽ cùng tỷ tỷ nói. Phong Thanh đi, Y Nhi cũng không có lập tức đóng cửa lại, nàng đứng ở cửa, nhìn xem vị này oai hùng đại nhân đi đến càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở cây rừng đằng sau cái này mới đưa vừa rồi nụ cười thu vào. Y Nhi trong lòng có hận, mãnh liệt hận ý chính là đối với cái này cường đại phong đại nhân, nếu như có thể, nàng hận không thể đạm thịt, hóa kỳ diện. Thế nhưng là nàng biết cả đời này nàng cũng không làm được, cũng chỉ có thể đem sự thù hận của mình để ở trong lòng, người nào cũng chưa từng nói, chính là mình thích tỷ tỷ, nàng cũng không dám nói cho. Nàng cũng biết tỷ tỷ cũng không thích đi để ý tới bên cạnh người quá khứ, mặc kệ là như thế nào đi qua, chỉ cần là đi vào nàng trong phủ, như vậy hết thảy đều chính là mới y nhi cái tên này là tỉ tỉ về sau bang cho hắn tự hồ cũng không có cái gì thâm ý chỉ là tùy ý từ trên mặt tường những chữ kia trúng tuyển một cái thích hợp liền sao cho nàng nàng nhưng vẫn là thật thích so với cái kia đi qua tên cái tên này để cho nàng phản phất bỏ đi gánh nặng nặng nề nếu như không phải gặp lại vị kia phong đại nhân có lẽ dần dần y nhi cũng liền quên đi nhưng nàng để cho chính mình một lần nữa gọi lên phần kia ký ức y nhi một lần nữa trở lại trong phòng đóng cửa lại khóe mắt nàng nước chảy tại trong lúc bất tri bất giác liền chảy xuống khóc không đầy một lát liền lo lắng tỉ tỉ sau khi trở về phát hiện không thể làm gì khác hơn là lau đi nước mắt cố gắng làm ra một cái mỉm cười biểu lộ mà quả nhiên chỉ là vừa mới ngồi xuống tỉ tỉ liền từ cửa sổ liền rơi xuống nhưng khi nhìn tình huống tự hồ cũng không tốt liền ngay cả bình thường thích nhất một bộ quần áo kia đều phá mấy chỗ y nhi cũng là làm kinh sợ nhảy một cái vội vàng chạy tới tỉ tỉ ngươi không sao chứ nàng muốn thay tỉ tỉ xem xét thương thế trên người thế nhưng là bị tỉ tỉ cho đẩy ra tới không được qua đây. Cái kia hung ác giọng điệu cùng ánh mắt, là y nhi cho tới bây giờ cũng không có thấy qua, nàng rất là sợ run rẩy thân thể, tự nhiên cũng không dám ở cạnh đi qua. Thế nhưng là trong lòng lo lắng lại một chút cũng không có giảm bớt, đứng cách bảy, tám cái thân vị vị trí, ân cần hỏi hang, tỷ tỷ cần ta đi tìm người nào tới sao? Không cần làm gì, cho ta đi đánh một thùng nước, ta cần tắm rửa. Y Nhi lo lắng nhìn một chút quý khí nữ tử, không thể làm gì khác hơn là vội vã chạy về phía dưới lầu rất nhanh ở trong phòng sau tấm bình phong y nhi đã chuẩn bị kỹ càng nóng hổi một thùng nước lớn bình thường tỷ tỷ đều biết để cho nàng giúp đỡ tẩy thân thể thế nhưng là bởi vì sự tình vừa rồi y nhi có chút không muốn biết làm sao làm nàng trọng lại đi tới quý khí nữ tử sau lưng tỷ tỷ thủy đã chuẩn bị xong dìu ta tới y nhi cái này mới dám một lần nữa lại gần đi lên đỡ lấy nữ tử hướng đi sau tấm bình phong y theo dĩ vãng thói quen thay nàng rút đi hoa lệ màu đỏ thắm áo tơ cùng trong đó mét trắng áo lông hầu hạ nữ tử tiến vào trong bồn tắm. Nhưng ngay tại nàng vừa mới đi cho tỷ tỷ trà lau thân thể, lại có một lần bị quát bảo ngưng lại nói, đi ra ngoài đi. Biết tỷ tỷ cũng không thích người khác chống lại mệnh lệnh của hắn, y nhi không thể làm gì khác hơn là thả ra trong tay khăn mặt, ngậm miệng đi ra bình phong bên ngoài. Nhưng mà nàng không hề rời đi gian phòng, chỉ là đợi bên ngoài ở giữa, đứng ở nơi đó, chờ lấy phân phó của tỷ tỷ. Bên trong tỷ tỷ tự nhiên cũng biết nàng ở đây, thế nhưng là không có tiếp tục để cho nàng rời đi, liền cũng là chấp nhận vừa mới đứng vững, liền nghe được sau tấm bình phong truyền đến một tiếng đau đớn trên rỉ. Dọa đến Y Nhi vội vàng hỏi thế nào, nhưng mà bên trong không có truyền đến trả lời chắc chắn, Y Nhi mặc dù lo lắng, thế nhưng không dám không vâng lời vừa rồi tỉ tỉ mệnh lệnh, chỉ có thể đứng ở nơi đó, cũng không dám đi vào bên trong đi. Thanh âm thống khổ thỉnh thoảng liền từ bên trong truyền đến, có lúc là đau đớn la lên đi ra, nghe ở bên ngoài Y Nhi cũng là gương mặt bi thương cùng cấp bách, thế nhưng là lại không dám tự chủ trương đi vào. Một lát sau, thanh âm thống khổ mới xem như ngừng lại, tiếp lấy nàng nghe được la lên tỷ tỷ y nhi vào đi y nhi vội vàng vòng qua bình phong đi thì thấy đến nằm ở trong bồn tắm cái kia hư nhược tỷ tỷ liền mới không lâu chính mình cho nàng xử lý móng tay đều bị bạc đi rất nhiều nàng cũng không biết tại tỷ tỷ trên thân xảy ra chuyện gì thế nhưng cũng không phải nàng hẳn là đến hỏi chỉ là lo lắng tựa ở tỷ tỷ bên cạnh hỏi một câu tỷ tỷ muốn y nhi làm cái gì sao chương 910, trị liệu đỡ lấy mộng nước nữ tử đi ra sau tấm bình phong mặc dù không được sợi vải, nhưng cũng chưa chắc nữ tử sẽ có nửa phần ngượng ngùng. Mỗi một bước đi qua, đều có nước rơi ở trên sàn nhà, lưu lại từng cái hình mờ. Tỷ tỷ cũng không thích lau khô, chỉ là để cho gió dần dần thổi khô trên người thủy mà thôi. Y Nhi nhìn xem món kia đã phá hỏng quần áo, lúc trước chuẩn bị nước nóng thời điểm, nàng đã sớm đem quần áo mới chuẩn bị kỹ càng. Đồng dạng là tơ lụa áo dài, chỉ là không hề giống màu sắc. Lúc này, Y Nhi mới phát hiện nguyên lai tại ngoài cửa sổ cái kia phong nhãn đã không biết tại cái gì đã biến mất rồi người ở đó cũng chắc chắn là rời đi, chỉ là không biết có phải hay không là cái kia tên đáng ghét làm thương tổn tỷ tỷ của mình. Cùng lúc đó, Tô Hàng dần dần tỉnh lại. Bên cạnh đang ngồi là cái kia quen thuộc nữ tử áo trắng, mà đối phương nhìn thấy hắn tỉnh lại, cũng là vội vàng tiến lên tới. Tiên sinh, ngươi cảm giác thế nào? Tô Hàng kéo lấy có chút mềm nhũng thân thể, chỉ là muốn ngồi xuống, thế nhưng lại phát hiện cả người đều không giống như là chính mình, vô luận như thế nào vận hành cũng là không có phản ứng. Chỉ có thể mở to hai con mắt, liền muốn quay đầu đi nhìn một chút vi vi đều giống như không có dễ dàng như vậy thật không tốt cô hàng khô khốc trả lời chỉ là nói mấy chữ liền giống như là dính dấp vô số đao tại trong cổ họng cắt phong đại nhân sang đây xem qua ngài chỉ nói là bây giờ tiên sinh chỉ có thể tu dưỡng chưa hề nói cái gì khác sao vi vi chần chờ một chút vẫn còn là lắc đầu vậy ta là thế nào trở về là ngươi cứu trở về đúng vậy đợi đến gió ngừng nghỉ sau đó ta lại không nhìn thấy tiên sinh trở về cũng chỉ phải không để ý tiên sinh mệnh lệnh đi tìm tiên sinh, tiếp đó liền gặp được tiên sinh nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, lúc đó ta đều cực sợ, cũng may đi qua kiểm tra thời điểm, phát hiện tiên sinh còn sống, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng bây giờ trên mặt còn có thể nhìn thấy lo lắng, Tô Hàng cũng là xin lỗi nói, xin lỗi, hại ngươi lo lắng ta. Vi Vi vội vàng khoát tay một cái nói, đây là Vi Vi phải làm. Tô Hàng cũng không nói thêm cái gì, cơ thể vốn là đã gần như hỏng mất một dạng, hắn cũng không có tâm tình thảo luận. Cùng Vi, Vi nói xong, hắn cũng cho chính mình kiểm tra một chút thân thể, mặc dù cả người đều ở vào trong sụp đổ, thế nhưng là bất ngờ, Tô Hàng phát hiện mình bình cảnh đã buông lỏng rất nhiều. Mặc dù lần này chưa có hoàn toàn đột phá, thế nhưng là như là đã buông lỏng, như vậy lần tiếp theo, chỉ cần có một cái nho nhỏ thời cơ, hắn liền có thể triệt để bước vào siêu phàm cảnh giới. Linh khí nồng đậm để cho Tô Hàng tự tin để cho bây giờ thương thế không cần bao lâu liền sẽ khỏi hẳn, thời gian này có thể cần mấy ngày, nhưng mà mặc dù chỉ là mấy ngày, lại với hắn mà nói vẫn là quá lâu. Một lần này đột phá, Tô Hàng gặp được chân chính nguy hiểm, bất luận là cái kia cao quý nữ tử áo đỏ, vẫn là dấu ở trong hơi thở âm u lạnh lẽo. Đây hết thảy cũng là rõ ràng nhằm vào hắn đi. Những tên kia biết mình tồn tại, dù cho đến bây giờ hắn còn cái gì cũng không có điều tra ra, nhưng mà bọn hắn cũng đã không ngồi yên muốn trừ hết hắn. Mấy ngày nay nghỉ ngơi, với hắn mà nói chỉ có mấy ngày, thế nhưng là đối với những tên kia tới nói, chính xác một cái đầy đủ đem hắn ám sát mấy lần cơ hội. Hắn không có khả năng chờ lấy, hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại. Mở ra hệ thống Xin điền vào nhu cầu Xem xét lúc này trạng thái Hệ thống đang quét hình Sau một lát, lại nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở âm Quét hình kết thúc Túc chủ kinh mạch đứt gãy, khí tức nghịch chuyển, chỉnh thể tổn thương vượt qua 80% trở lên Tầng tẩm bổ hồi phục, khôi phục thời gian 6 ngày Nắng nhất khôi phục phương án kiểm tra Hệ thống lần nữa tiến vào trạng thái kiểm tra, mà lần này hiển nhiên là nhanh hơn rất nhiều Nắng nhất khôi phục phương án khôi phục thời gian 12 canh giờ. Nhu cầu, phạt cốt tẩy tủy. Tại nhu cầu đằng sau thêm rất nhiều ngoài định mức hiệu quả. Tỷ như cơ thể mềm nhũng thời gian 2 tháng, tu vi giảm xuống đến ngũ phẩm, đồng thời tinh lực hạ xuống. Cái kia một chuỗi dài kèm theo hiệu quả để cho tô hàng nhìn cũng một đầu nổi nóng. Thế nhưng là so sánh với mình bây giờ hoàn toàn không cách nào hành động, chỉ cần có thể để cho hắn đứng lên, như vậy ít nhất hắn còn có thể có chỗ lựa chọn, coi như đánh không lại những tên kia, như vậy hắn còn có có thể lựa chọn khả năng chạy trốn cơ hồ không chút do dự, Tô Hàng tiện lựa chọn đồng ý. Khi hành tẩy tủy phạt cốt. Tẩy tủy phạt cốt đang chuẩn bị. Rót vào linh dịch. Nhằm vào khu vực trọng điểm bảo hộ. Khấu trừ điểm tín dụng mấy lạng trăm lăm vạn. Sau khi một chuỗi âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tô Hàng tiện cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, giống như có vô số con kiến tại trên người mình bò qua. Loại kia là cắn cảm giác rất khó chịu, tự hồ muốn kéo dài rồng rã 12 canh giờ, Tô Hàng Tiện cũng không biết chính mình phải chăng có thể chịu đựng xuống nhưng mà tất nhiên lựa chọn dạng này, bên kia vô luận như thế nào cũng muốn chống đỡ tiếp. Khi Minh Diễm Dương Quang từ trong cửa sổ xuyên qua tô hàng giang phòng, hắn cuối cùng cảm nhận được chính mình trưởng khống, mặc dù còn rất khó đứng lên, thế nhưng là cái này có trồng cảm giác sự tình lúc này mới phát hiện nguyên lai là tốt đẹp như vậy. Bây giờ đã qua 7 canh giờ, đợi đến đại khái trạng vạn tối thời điểm, toàn bộ quá trình liền sẽ kết thúc, lấy hệ thống độ chuẩn xác tới nói. Như vậy Tô Hàng tiện chắc chắn là khôi phục lại có thể hành động trạng thái nhưng ngay tại hắn vì mình trạng thái dần dần lúc trở về, từ bên ngoài truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Một mực lo lắng hắn, đang nghe được cái này rõ ràng không phải vi vi âm thanh, lập tức một trái tim cũng đã nhắc tới phía trên nhất. Rất nhanh thanh âm này liền xông vào gian phòng của hắn, đẩy cửa đi vào, là một cái đầu lĩnh có mấy phần tư sắc nữ tử, nhìn cũng có chút thanh tú. Nhưng mà biểu tình trên mặt nàng liền không khó coi đi ra, kẻ đến không thiện. Các nàng cũng không để ý tới tô hàng, dẫn đầu nữ tử chỉ là liếc mắt nhìn, không đợi tô hàng mở miệng, liền đối với theo tới những nữ nhân kia nói, đem hắn lại đi. Thế là thì thấy đến sau lưng nàng mấy cái kia dáng người có chút vạm vỡ nữ nhân liền đã đến tô hàng bên giường, cơ hồ không có bất kỳ lý do gì liền đi nâng lên tô hàng. Tô hàng chỉ là nhìn qua đây hết thảy, hắn bây giờ cái gì cũng không thể nào, cho nên cũng không có hỏi tất yếu, chỉ là yên lặng nhìn xem mà thôi. Bọn hắn đem tô hàng cho đem đến một tấm trên cán cứu thương, một trước một sau hai cái cao lớn nữ nhân liền dơ lên hắn hướng về đi ra ngoài phòng. Cũng không biết Vi Vi có biết hay không tình huống hiện tại, nhưng tất nhiên có thể đi vào, chỉ sợ cũng là vi vi không cách nào ngăn cản. Tô hàng thân thể hiện tại rất yếu, cán cứu thương một trên một dưới đang lay động, tô hàng tiện cảm giác của lực lượng kia muốn chính mình cho điên đảo bể nát một dạng. Hắn hừ hừ, nhưng cũng nhịn xuống không để cho mình kêu thành tiếng. Người cầm đầu kia nữ nhân tự hồ cũng nhìn ra tô hàng khó chịu, liền đối với dơ lên cán cứu thương hai người một giọng nói. Ổn một điểm, không cần muốn hắn trên đường xảy ra chuyện.